Sợ màn hơi yếu. Rồi nha, đang live nha. Chị kìa, coi thợ chị kìa. Nó sợ. Thợ chiếu đèn vô nó sợ. Ủa vậy hả? Đúng rồi, đừng có chiếu đèn là nó tỏa đi á. Ủa chiếu đèn nó mới xum vô chứ ta. Mà nãy con chiếu đèn đèn vô họ không tông được con màu trơn. Dính không? Hello mọi người. Mọi người ơi, cả nhà Ngọc Thiện đang đi câu cá. Mọi người ơi, đó cả nhà của Ngọc Hiền đang đi câu cá nè. Ở trong villa fixe. Trong villa có một trò chơi ban đêm dành cho mọi người. Đúng rồi. Ngoài cái thú vui tiêu khiển mỗi ngày là trừ cầu tuột thì bây giờ là cả nhà đó là chơi kèo thuyền chuối. Cả nhà sẽ cùng đi đi câu cá, thì ở bên kia thì mấy anh của Ngọc, anh rể của Ngọc với lại mấy em thì đang câu. Đây cho mọi người coi thành quả của ngày hôm nay nha. Đây nè, thành quả của hồi nãy tới giờ. Chưa thấy gì hết. Ủa chưa thấy luôn hả con? Dạ. Thấy chưa? Dạ rồi. Đó. Hai con cá luôn. Đây là ba bạn nhỏ của chúng ta. Đầu tôm đó hả? Hello Rio. Đây là em Rio nè. Đây là em Vani. Đây là em Rì. Qua người câu thứ hai rồi hả? Nguyên qua cái mồi thứ hai. Trời ơi, đó ở trên kia tình hình cũng đang nhắc nhởm. Tình hình cũng đang nhắc nhởm. Mọi người xuống đây. Xuống đây chơi. Đi ơi, xuống đây câu con cá đi Di ơi. Tôi thấy con cá nào. Chạy từ từ thôi. Mọi người ơi, vui lắm. Vui lắm luôn á. Hồi nãy đáng lẽ là không có thú vị lắm bởi vì mình nghĩ là sẽ không mất câu được. Cá giật rồi cả nhà. Chưa. Không, cái đầu tôm nha. Nó đớp rồi. Rồi nó đớp luôn, giật luôn ngồi rồi. Đó thì bây giờ là ai cũng đều đang rất là hăng hái ở trên kia. Đó mọi người thấy không? Mấy bé đang phải đi xuống đây luôn nè. Ở nhà Ngọc hôm nay thì đi đến 4-5 bé nhỏ lận. Cả nhà chắc giờ này là chuẩn bị vẫn còn đi chơi. Đúng rồi, lộn, cũng còn đi chơi chứ ở đây là sắp đi ngủ hết trơn rồi. Mệt quá, cả ngày hôm nay là đi chơi liên tục luôn. Đây em gì? Đâu có đau chân gì đâu. Đây là một em nữa. Một em nữa đang được bà ngoại bế xuống. Rồi chào đi con, chào đi. Chào. Rồi đi xuống coi, đi xuống coi đi con. Hai con cá luôn. Cứ để chú bác Mai xuống. Đâu sữa mới lấy đó chị. Em chào mọi người. Trần Trang, cảm ơn em. Hello mọi người. Trần Thị Kim Ngọc. Trời ơi mọi người. Đâu. Em vừa nhả. Cho đuối. Trời ơi, cây cần câu nặng lắm hả? Ôi, nguyên cái thử luôn. Rồi, kéo lên đừng có cái đầu tôm nữa nha. Không, nó nặng, nó quằn cái cần câu mà. Ủa, quằn cần câu, coi chừng lên cái quần. Quằn cần câu lên cái quần. Giấu ở trong Doraemon là lên cái quần á. Coi chừng cái quần bơi chứ. Nè, nhìn xuống đây nè. Nhìn xuống đây nè, là coi nè, là có cá. Trời ơi, tội nghiệp nha. Anh rể bên kia thì cứ quăng đi quăng lại mà vẫn không có gì. Miệt mài quăng ai vậy? Đắc Mai. Ủa chưa lên nữa hả Nguyên? Chưa lên. Ê, cái cần câu dây nó kéo xa lắm hai. Xa lắm hả? Ơi anh Thạch mắc vô rồi, anh Thạch bị mắc vô rồi kìa anh Thạch. Anh cứ đứng anh là quẩy cần của anh không à. Cá rồi đó. Đợi lâu quá kêu cá rồi đó, cá rồi. Ủa mẹ. Ba con cá rồi. Chạy cao lên cá mập đó. Coi chừng cá xích ra xíu. Mấy đứa ơi, lên coi chừng cá mập. Cá này ơi, đi dưỡng đá, vô ngoài cá rồi quý vị ơi. Không phải à. Có cá kìa, giật lại kìa. Trời ơi, quá trời nung nao. Ủa mẹ, chồng mẹ cũng nghe nữa hả? Ai vậy hả? Để giờ đang coi live hả? Mẹ Ngọc nằm ở trong đó mà vẫn phải coi live.
Hello, xin chào mọi người. Lâu lắm rồi thì cả nhà sau cái đợt mấy đợt dịch liên tục thì hôm nay cả nhà mới được đi chơi với nhau nè. Mới được đi chơi với nhau thì hôm đợt này là gia đình Ngọc đi đông lắm, tới 17 người lận. Đó, mở tiệc tưng bừng ở đây luôn. Mà tại vì ở trong này thì mọi người biết là villa, ở đây là riêng biệt luôn, ở Sixem thì riêng biệt. Nên thành ra, ê coi chừng dướng đá, Nguyên ơi, dướng đá ngầm ở dưới rồi đó. Nên thành ra là hả, buổi tối là mấy anh em là phải bày trò, hôm qua thì là đi bắt còng, hôm nay là đi câu cá. Bắt còng, bắt cua rồi xong, nói chung là bắt xong thì thả, đem thả. Xin chào mọi người. Sợ cá mập hay cá sấu nữa, thấy không ba? Chắc dướng đá rồi, chưa thấy anh Thạch là đi nãy giờ di chuyển qua 3-4 chỗ mà chưa có con cá nào. Trời ơi, chưa có con cá nào hết trơn. Không có con cá nào hết trơn. À không sao, không sao. Ít nhất thì Nguyên cũng đã câu được 2 con. Cắt dây. Xuống bơi dưới gõ đi Nguyên ơi. Đó, ngọn hải đăng đã đến nhưng mà cá vẫn không thấy đâu. À, nhà Ngọc là phải lấy thêm một căn ở trên Hilltop nữa đó, để mà đủ cả gia đình ở. Còn xuống đây thì mọi người sẽ tập trung chơi ở đây. Vừa buổi chiều thì cả nhà Di lại chào cô chú không, lại chào cô chú không. Đây nè, con lại đây, con chào cô chú nè. Con chào cô chú. Con chào cô chú. Chào cô chú đi. Chú à, em đang uống sữa cả nhà ơi. Em đang uống sữa. Trời ơi, nó hai em, nó đây là hai em nè, còn hai em mới đằng kia. Có hai, còn một em là đang ngủ. Rồi con lại uống đi. Uống sữa ngoan nè. Di uống sữa giỏi lắm á cô chú ơi, coi Di uống sữa nè, giỏi lắm. Yeah, uống hết chưa? Yeah. Yeah. Uống chữa hết rồi. Uống chữa hết rồi. Đó, đây là bác của Ngọc nè. Đây là mấy gì? Mẹ của Ngọc thì đang đứng ở trên kia, đây là chị. Wow, uống đi, con uống đi, cô chú nói kìa, uống đi. Có số cá này, số cá kìa, lại có số cá này, có cá này. Làm biến uống lắm mọi người. Số cá này. Làm biến uống lắm. Trời ơi, đâu phải con tôi. Đâu phải con tôi đâu. Đâu phải con tôi. Số cá này, số cá này. Thả thi, chị đọc tên em. 79 Nha Trang chào mọi người nha. 79 Nha Trang chào mọi người nha. 59 chào mọi người nha. Đó, mấy gồm. Ê, đi lại coi cá, đi lại coi cá. Đi lại coi cá uống sữa, phải phải dụ vậy đó. Nghĩ làm sao vậy? Ngày nào cũng phải đi dụ con nít. Đi làm bảo mẫu cho cả nhà rồi xong rồi tối còn phải dụ con nít nữa. Trời ơi, chưa ai câu được con cá nào. Trời ơi. Trời ơi, là trời, coi chừng rớt điện thoại chui. Coi chân nó bắt lên. Coi chân nó bắt lên. Rồi hết đi, rồi hết rồi, bà ngoại hết cho rồi. Hết cho rồi, đi lại coi câu cá kìa. Bà ngoại không cho uống sữa nữa. Tao cho uống sữa đâu. Đi, đi lại coi câu cá đi. Con đi lại coi câu cá đi. Sợ, đây là Rio. Con chú biết Rio rồi. Con dắt em đi lại coi đi. Coi. Đi lại coi con cá kìa, không có uống sữa nữa. Trời ơi, ở đây là nguyên một ngày. Ê, coi chừng rớt. Ôi, coi chừng rớt. Không có được, coi chừng rớt ở đây á. Đâu. Cá dính đâu. Nãy giờ thông báo cá dính. Một ngày trời lỡ cho nó tụt cầu tụt vui lắm mọi người ơi, để Ngọc sẽ post clip cho mọi người coi nha. Tụt cầu tụt vui cực kỳ luôn. Đây nè, cá nè. Nhìn cá nè. Em coi cá nè. Cá này đây nè. Nắm mắt thôi. Bởi nãy bé nói là thôi đừng cho uống nữa. Đói bụng không? Cô chú có đói bụng không? Chứ em Di là không bao giờ biết đói luôn á cô chú. Em Di là không bao giờ biết đói luôn á. Đâu rồi? Hai cá đâu rồi? Chỉ hai cá coi. Đấy chị nè. Cô chú hai cá coi. Đây nè. Yeah, hai con cá.
rồi, xuống mắt đi, xuống mắt đi, xuống mắt đi, xuống mắt cá. Hai cá luôn chợ. Sợ cá sợ gì? Chợ. Rồi xuống đi. Xuống bắt đi. Chợ. Không có chợ, không chợ. Không chợ. No, no chợ. No chợ. No, no, no. No no đi. No no. No. Đây. Đưa đây bà, đưa đây bà. Thôi con đừng có ngồi lên người gì. Con đừng có ngồi lên người gì. Đi ra ngoài chơi đi. Ra ngoài chơi đi. Gào thét tên. Bây giờ muốn gào thét tên mấy con cá ở dưới mà không thể nào gặp được mấy con cá luôn á. Mới có hai em mà mình bắt lên là xong mình thả xuống à mọi người ơi, chứ hả ba bắt lên để nhìn mấy em vậy thôi, cho có hoạt động giải trí thôi. Thôi ngủ đi. Kìa bắt mai đi cũng mệt rồi kìa. Yeah. Ở đâu có cho uống ở đâu? Ở ngoài đây là một cái đảo riêng biệt luôn, nên mỗi lần đi đâu là cũng phải di chuyển bằng cano đó, nên hơi vất vả một xíu. Chút thôi Ngọc sẽ đi hả? Hết rồi hả? Ôi kèo giải tán rồi con ơi, dì bé lên, đi đi đi. Rồi bé đi bà. Còn lai sao vậy? Đủ xài rồi. Sao có hai con thôi? Hai con là chỉ được hai con. Hai con cá rồi. Quay hai cá rồi giờ thả đi. Quay xong rồi thả em đi. Thả hai em. Thả hai em đi. Thả nha, thả hai bạn cá đi. Bye bye. Còn phong xanh cá gì đó rồi. Bye bye mọi người. Bye bye hai em cá nha. Bị gì vậy? Đạp dầm hả? Rồi bây giờ bye bye với bạn cá. Mình sẽ đi lên phòng. Khoe phòng cho mọi người coi nha. Thôi xui gì em được hai con chứ trời, người ta không được con nào kìa trời. Người ta còn đang nói ai vậy? Trời, người ta còn đu qua đu lại mấy chỗ. Mà biết sao không? Mọi người biết sao không? Anh rể của Ngọc á là thấy nhóc em á là đứng ở bên đó câu được, cái cũng chui qua đó coi coi có câu được hay không, ai mà về đâu. Chui qua cũng vậy à. Qua chừng té nha con. Cũng vậy à, đó. Đây. Đây là mẹ Ngọc nè. Đó. Còn đây là không gian của cái villa này, thấy chưa? Cái con tuột nè. Mệt nha, đuối nha. Đây là cái cầu tuột. Một chiếc villa cầu tuột. Cầu tuột hả? Đó, mọi người thấy làm sao? Thích không? Buổi sáng, buổi trưa đến chiều là cứ tuột rồi tắm hồ bơi như thế này nè. Xưa quá cả nhà ơi. Tắm hồ bơi. Xưa quá cả nhà ơi, Đức, Đức hai cần câu rồi, câu dính đá. Hay quá. Quá là hay luôn. Đó, đây là ở villa nè, xinh cực kỳ luôn. Đó, mọi người thấy không? Ở villa này thì có 3 gian nhà. Rồi xong rồi còn một cái hilltop ở trên. Xước chân chảy máu mà không đau luôn hả? Đau quá hả? Ui. Đó, bây giờ là mới có nhiêu mấy giờ vậy? 9 giờ chưa hai? Mới 9 giờ à. Mà gia đình bây giờ không biết làm gì nữa. Cái việc câu cá xong rồi là hết rồi. Hết biết làm gì rồi. Rồi giờ là đi ngủ thôi. Đúng rồi, con đi rửa tay đi, nãy con bắt cá đó. Cho em muốn sửa cái đi. Đi. Cho em muốn sửa cái đi. Thương em đi. Em theo con. Con lúc nào con cũng nhường em là em sẽ theo con. Ờ đó. A chị. Không chị miếng, không chị miếng. Không chị miếng. Ờ. Không nhiều lên, không nhiều lên. Dạ không em. Trời, ok. Đó, em ngồi em bấm. Em hay lấy đồ của bố con. Ôi trời ơi. Không gì miếng, không gì miếng. Không gì Ngọc miếng kìa, uống sữa kìa. Rồi thôi, con đi lại đó đi. Vì nói chuyện với mấy cô xíu rồi xong thì tắt. Thì tắt để mình chuẩn bị đi ngủ nha. Ngoài đây là chuẩn bị đi ngủ rồi đó. Bấm cho. Không chị được, em thôi, chắc là bye bye mọi người, khoe mọi người cái hợp đồng về đêm của gia đình. Thì bây giờ là cũng đó, đây là vẫn cho uống sữa. Miệt mài cho uống sữa. Nói chung là công việc thường ngày của gia đình Ngọc đó là sáng là cho ăn cháo uống sữa, xong vui chơi, ăn cháo uống sữa vui chơi vậy thôi, rồi chụp hình. Chụp quá trời chụp mệt mỏi chụp luôn. Nhưng mà thích lắm cái villa này hả, chụp buổi chiều cũng đẹp, về đêm cũng đẹp luôn đó. Cái không khí như thế này. Đấy, nguyên cái cầu tuột luôn, thích
thú. Đấy. Lại khóc. Lại khóc rồi. Khóc hoài. Nhạc chi? Hát tự hát với nhau thôi chứ nhạc chi. Dạ rồi thôi bye bye mọi người nha. Bây giờ thì chừng nào có hoạt động gì vui vui nữa thì Ngọc like cho mọi người coi nha. Bye bye cả nhà, bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Bye 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 cô chú. Bye bye cô chú anh chị em.